mình trở lại ha. Đó, cũng như lấy bão á, nó nói là nãy cô bà lặp lại cái bão nhiệt đới nè, pay đổ bộ vào Đông Bắc Hoa Kỳ đó. Rồi thằng nó ngay Dũng nó báo cho mình hay, với Vinh cũng có nói. Thì trong khi đó mà ở dưới phơi đà lên, rồi dọc qua cái chạch chịch qua như cái xì mình ở vùng biển này nè, bị mình qua trên núi thành ra qua đó, thấy gió quá trời, sóng biển quá trời luôn. Tiểu bang New Jersey ảnh hưởng nè, tiểu bang New Jersey ảnh hưởng 11 triệu người ảnh hưởng nè, người dân New York, New Jersey nữa, cũng thấy nè, cơn bão nè, đứng hàng thứ 6 của các con bão, 20 con bão nó đứng về hai đứng hàng thứ 6, nước ngập lộ nè, bao nhiêu giờ New Jersey nước ngập lộ. Rồi bên New York nước ngập xa, sắp quầy luôn. Xe số 4, cô ba thấy là xe số 4 đường xuống là ngập luôn. Rồi bên bão, bên ấy, bên một bên thì bão, một bên thì nóng. Bên Texas thì nóng quá trời luôn. Bên Texas trời tử bang, mấy tử bang bên miền ấy có cái 107, cô ba thấy 109, 107, 106 nữa, 103 nữa. Tới 98 độ là 37 độ C, 100 độ cỡ 40, mà lên tới 100 là 306 rồi 09 nữa, 07 nữa, trời ơi. Mấy bữa không muốn lột da luôn ở trong nhà. Đấy, vậy đó, nóng quá. Ngày tắm 2-3 lần. Dũng ơi, ông tắm nhiều quá khô da. Thì cái nực quá chịu không nổi, phải tắm. Ngày tắm 2-3 cử. Ở trước cũng 2 lần. 2 lần, và tắm mình là 2 lần. À, ta sợ thì nóng nè. Ma cha sư khỉ ma cha tư sạch á thì lừa bị lục kéo lên New York, có người massage bị lũ lục nè kéo lên New York, có người tắm biển bị cuốn này nên tử vong đó. Long Beach nè, dông gió lớn nè, ở New York mưa ngập xe điện ngầm, sức gió 60 mai chào nhiều à, 50 mai là 80 cây số rồi, còn 60 mai là cả 100 cây số rồi. Mà 60 mai một gió, sức gió 60 mai một giờ, có chỗ ngập khoảng 7 inch. 1 inch thì 2 phân rưỡi, 7 inch thì cũng mấy tấc rồi ha. Đó. Rồi West Center New York nè, cây ngã nè, dây điện cháy luôn. Đó. Một người phụ nữ bị cây ngã chấn thương. Đó. Mà không sao, chấn thương thôi chứ không có chết, cây ngã. Rồi sắp quay chạm 149 nè, xe số 4 cũng bị ngập nữa. Nhiều chỗ mưa ngập chừng 7 inch, nhớ chừng đó, để tới xe là xe này cũng như là xe chạy mấy cái chỗ đó ngập đúng hết trơn. Đi phát thơ. Xe phát thơ bưu điện. Có người phụ nữ bị cây ngã này chúng ảnh hưởng, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ở New York ở biển sóng tràn vô, nước xoáy cuốn nhiều người nha. Đó, cuốn nhiều người, chỉ có một người chết thôi, còn nhiều bị thương, bị nó hút quá chịu không nổi. Corona chưa xong rồi tới bão bay, nói vậy. Corona chưa xong rồi tới bão bay. Đó, đủ cái chuyện. Ở Houston Texas nhiễm quá nhiều, không còn giường nè. Texas đóng cửa, không đóng cửa mở cửa. Đó, chưa đóng. Cái chỉ sau này mà hôm qua này mới đóng ở Houston, đóng Houston. Đó, Florida một ngày thì 11 nè, cái bữa nè, một ngày là 11 nhà 1443 ca nhiễm đó, cao điểm nhất đó. Đó. Miami nè, tăng lên 33.5%. Một ngày cũng lại Florida là nặng nhất ở đây đó. Có khi nó 11, có khi 10, có khi 9 rồi lên 10, 10 mấy rồi trả lời. Ngày cao điểm nhất là 11.443 nhiễm, cao lắm. Thành ra phải kêu này, xe thùng đông lạnh nè, xe 18 bánh là dùng những xe đông lạnh này giống như trước kia ở New York đó, làm kiểu đó. Các bạn chưa học ra vụ đó. Nè, Arizona nè, nóng nè, 107 độ nè. Arizona là chỗ người xuất gia mình nó phải hiếu với ống hiếu là bà sang ở đó đó, mình với chạy
chứ tại em tại lễ ở đó, hôm đó hồi đó mình có đi lên là chỗ đó toàn là khoáng sản không, cái chỗ mà đó Ali rồi nè, đi xe đầu hoàng lên có mấy chục à, mà đều núi rồi non hiểm trở lắm, tại vì ở Mỹ này cái khoáng sản nằm đó, cho mình nói trời sao mà quá trời đá, nên nói trời ơi cái đó đó, cái người ở trên xe nói cái đó đó, người đồng hành mà trên xe đi trùng chiến đó, cái đó khoáng sản của Mỹ đó, nó đi mua thế giới thì chừng nào mà khi nào hết rồi tới nó, một hai năm nay thì Mỹ nó cũng mở ra, cũng gầy nhờ tổng thống Mỹ không thôi là tổng thống Donald Trump thôi là dầu hạ xuống còn 20, bây giờ lên được 40 rồi, bởi vì hạ thì Nga này Á Rập hai bên tranh nhau hạ, thành ra Mỹ phải đứng vô dạng xét đấy, Á Rập Syria gì đó, thành ra Mỹ nó cũng ảnh hưởng, bây giờ lên được 40 đồng thùng rồi, đỡ rồi nè. Arizona tắc xịt nè, lên đỉnh điểm nè, ba xe đông lạnh nè, đổ bố rồi à, cũng như Las Vegas đấy, Las Vegas mới chỗ mà khu sòng bài đó mà đã mới mở cửa đâu có mấy bữa đâu, bây giờ lại đóng cửa trở lại bởi vì nhiễm quá. Arizona tắc xịt Florida nè, cũng như là cũng như không có cho mở nhà hàng, tin vui tóm được hai tên hôi của, tóm được hai tên hôi của và bảy tên bạo loạn ở Mỹ, không gài bắt, không gài êp rồi, không gài cũng đỡ rồi, không có còn mà cũng như là xôn xao, cũng như là không chào quá trời như mà hai ba tuần trước giờ bớt rồi, bây giờ có lệnh của tổng thống Mỹ đó là bắt, thành ra tượng đài cũng không nghe nè, hạ xuống nữa, bắt ở tù. Tin vui tóm được hai tên hôi của và bảy tên bạo loạn ở Mỹ. Sự thật về phong trào BLM là cũng như Black Lives Matter vậy đó. Tổng thống Mỹ đi Florida tắc xịt. Cũng như tổng thống Mỹ đi Florida, tính là như vậy, đi Florida mà không gài, mà vẫn động nhưng mà không gặp Florida lên quá rồi chưa ngừng lại chưa đi đó. Cái bây giờ tổng thống Mỹ chịu mang khẩu trang rồi, bữa không thấy đi, bữa đó vô bệnh viện thăm ai đó không biết, nhưng mà cô ba thấy là mang khẩu trang rồi đó, vì mình cũng mừng, mình cứ lo sợ không biết, tổng thống là đứng đầu nước Mỹ mà một cường quốc cũng như hùng mạnh thế giới mà ngoài đang tranh cử nhà của có bài gì nguy hiểm lắm đó. Như là gái cho ông được mạnh khỏe là mà ông tiếp nấu những cái gì mà còn dở dang của ông đó, cho nó ấy, bao nhiêu người bình luận nói vậy. Tắc xịt nè, tăng số người nhiễm nè, tăng số tử vong tăng quá. Houston tắc xịt đó đúng là tăng, Houston chỗ mà cười người Việt mà nở đó, đứng thứ nhì, như Cali thì đứng hạng nhất người Việt ở rồi, Houston chỗ đó Bel Air đó là đứng thứ nhì đó. Đứng thứ gì? Rồi Dallas nè, đất thì trời Dallas nóng rồi. Thím mình hồi đó có một cái đi theo thầy Sương Minh Ẩn đó, cũng như ở villa thì có một cái kia bằng khất sĩ Minh Đăng Quang rồi lên Dallas đó, cũng làm đó. Thím mình là bây giờ nhỏ em chú bác mình đó, Quỳnh Mỹ Châu ở trên đó, hai chồng ở trên đó. Nó cứ mời, nó kêu mình lên mà chưa đi, tính hôm đó nó tính đi lần cho biết mà bị dịch thì hết đi rồi, để chậm hết rồi. Đó, Dallas nè đóng cửa vì trời nó quá nóng nè. Rồi cũng như những người mà ở bên tiểu bang Florida đâu đó, người ta hái dâu tây á, thì mà ví dụ ngay một tuần á, là họ cho là mướn á, là $500, từ $500 cũng được vậy, $5 là tháng 2000 rồi, Mỹ yêu cầu dừng cỡ 1500 lấy lên là sống được rồi. Còn nếu hai chồng mà vô nữa là có dư, còn nếu một đầu người mà nuôi cả gia đình đó, là 2000 là được, tại vì cái tiền nhà đó là nó chiếm hết 2/3 tiền lương rồi đó. Để rồi còn ăn thì mình dễ mà, ví dụ như có tiền thì mình ăn ngon, ăn như là seafood rồi đó, đi không tiền thì ăn gà, ăn trứng, ăn cá hay là những cái gì rẻ thì mình ăn cà rau cải đồ nhiều vậy thôi đó. $500 tận thì 4 tận thì 2000 cũng sống được. Hái thôi mà, hái trái cây mà. Chứ đâu có tính giờ đâu, cái này mão mà, cái khỏe mà tính giờ thì xiết.
hái dâu tây 500 đô một tuần trong mùa dịch này đó. Cộng đồng gốc Việt không thể tin có chuyện này ở Mỹ, nói là cái chuyện mà đóng cửa hoài vậy nè, ở nhà vậy nè, hồi nào giờ không tin. Tại vì hồi này cô ba nghe nó dịch đủ thứ, dịch hồi Nguyễn Du mình đọc ba sách báo Nguyễn Du bị dịch chết, rồi dịch rồi đói ở năm 45 chết quá trời nữa. Để bị nghe bác nha, bác không ra đó, của má mình nói bây giờ mà nhạc mẫu của cậu Sáu đó, Nguyễn Chí Liêm nói chờ bà dân ơi nấu cháo đã, cũng như là múc tô cho người ta cho ăn cho bị y nha, như ba y cũng đi về từ điện chủ vậy mà. Tôi nghe vậy giống như cái tên mà ông đặt cho bác là gì, Phạm Thị Hải Thêm, thì Hải thêm nữa mà bác gái đẻ của mình nên bà bác đẻ mình nên bác đó thôi. Tôi nghe vậy đó nè. Bạo động nước Mỹ Lâm Mi khi đảng dân chủ âm mưu Mỹ dân vô hiệu quá nha, cảnh sát mở đường đấy, thấy chưa. Rồi đang đi lượm rác thì tình cờ có một ông Mỹ á, cái anh kia anh đi lượm rác, anh nói con ghe lượm ghe lượm này lượm kia vậy đó, anh nói anh học lại, anh nói đang đi lượm rác thì tình cờ có một ông Mỹ mời vào nhà cho một cái tivi trị giá $700. Nhưng mà hổng nghe vợ anh tính nói gì, có bà Mỹ nào không biết ông tới sớm nó qua coi tivi, nói con nó mua chưa thấy mua. Anh Tấn cũng ôm cái tivi của bệnh cho bà, nghe nó vợ nó học lại vậy. Đại dịch khiến bệnh viện Mỹ sắp quá tải lần nữa rồi. Đó, đây bệnh viện. Cũng như ở đây nó có đoàn tình, cái tình nói là thời sự, cũng như là bình luận nói là có một cô gái đó cao có 1 thước, có 1 thước 27 mà 35 tuổi á. Đó. Mà tình yêu cổ tích á, nói là vậy đó, nói một cô gái đó, rồi tên là Khánh Xuân, Phạm Thị Khánh Xuân, rồi chồng y á là cũng như trên mạng mà, trên mạng á, nhưng mà cổ cũng dán học á, học được biết anh tiếng Anh á, anh á. Thì ở Mỹ mà người ta nói, ở Việt Nam mình á, đánh máy á, cũng như là Google á, dịch qua, cũng như mình tiếng Việt á, mình bấm máy á, mình dịch qua tiếng Anh dễ lắm, giống như mình vậy đó, rồi tiếng Anh thì muốn ra tiếng Việt là Google nó dịch cho, đó. Thành ra những câu đó, thành ra cũng như là làm quen với cái người này, cái ông này hẳn là cũng như là bán xe hơi, đại lý xe hơi cũng giàu có đó. Thành ra mấy chủ xe ở là Missouri là gần ở cái bang này nhỏ, Missouri là bỏ hổng vụ hết tóc đó, vụ hết tóc mà nhiễm tới 100 người đó, là cái chỗ này là cái bang Missouri đó, đó. Nè chờ chồng gọi vợ, cũng như là thành ra cái ông chồng là sinh năm 63 đó. Rồi cô này thì ở Đồng Nai á, cũng như là cổ không ngờ là cô nói trên mạng vậy đó. Rồi cái cậu ông này nè, cái ông mà chủ xe này là ông thích quá ông về, thì ra phi trường đó thì cổ cũng không ngờ là ông này kêu ông là mai quay, nó hay nói với mấy người thân nhân mà lại thì ấy nó mai quay là vợ tôi. Vì cách ta không có bao lâu thì làm đám nói luôn đó. Rồi bảo lãnh của qua bây giờ mà sao mà sanh đôi đó, nó có 27 à, mà sanh đôi hai mấy con trắng tôi rồi, thấy cưng hai thằng trai cưng hết sức, bây giờ cuộc sống của rất là sung sướng đó. Rồi một bước lên bà chủ liền, ông mới suy hẳn ông này giàu lắm đấy, cậu này giàu có bị trắng rất là đẹp người đó. Thấy không, chị ba mình mới nói như là dân nợ nha, cái mắt kiến à, ai mà hạp nhãn này đéo đó, chứ không ai mà cũng như là nếu một khi đã quyết nên lập gia đình là không ai ở giá hả? Cũng như là ở giá hay ở giá không, ở giá lạnh là có chồng ở giá hả, cũng như lỗi thời đi, chưa có chồng thì kêu bằng lỗi thời, còn mà chồng chết thì mới là ở giá. Hồi xưa anh nói hồi đó ba mình đưa nói trong mấy cái câu mà như Khổng Tử thì nói xuất giá tòng phu mà phu tử tùng tử, chồng chết thì phải tùng con á. Bây giờ ở Mỹ thì nó sống trong bên lắm, không bởi vì nó ngay tuổi già thì phải có đôi có bạn, thành ra một số người không phải như hồi xưa ở Việt Nam mà chồng chết mà ở vậy nuôi con tới lớn, có số người con tới lớn rồi ăn học rồi thành tài
có số người cũng có con nhà, có số người thì cũng chỉ có số người như học trò nghe đó, vậy vậy đó. Đời nó khó lắm, đúng không ạ? Tội nghiệp những cái người đàn bà như là thợ chồng nuôi con rất là tốt, nhưng Mỹ này nó ít lắm, ít lắm. Đúng như em nói đây, có người Việt Nam mình đó đăng lên báo, đó, cô bà có ớt lên, nói là từ 65 tuổi cận người 65 tới 70 làm bạn, tài chánh đừng lo, sợ cái ông kia kẹo á, tài chánh đừng lo, mạnh ai đấy nói trả, đấy làm bạn, như là đi chơi với có đôi có bạn vậy đó. Giống như Việt Nam mấy năm đó cô bà đọc báo thấy, cũng như những cái người mà trai đó, con trai đó đẹp á, cũng như những cái người mà như là giàu có, như là cũng như giám đốc rồi đấy, nhiều khi tình duyên lỡ dở vậy đó, mà mướn lại đó mướn nhận mà đi đám cưới rồi, cô bà thấy được là mướn do vậy đó. À, nghe có số người sau này như là có tiền ấy qua rồi làm lung lay cái lòng của cái cậu đó đó, thì cách duyên thì Nam mới nói là có mới ra cái câu là lái máy bay bà già đó, phi công phi ông trẻ đó, là vậy đó. Nè, vợ tí hon nè, vợ Việt tí hon chinh phục tỷ phú Mỹ có cuộc sống hạnh phúc, Việt Nam sẽ ứng khó với nếu xả lũ ồ ạt với đập Tam Hiệp, bóng gài đập Tam Hiệp xả lũ quá trời luôn, trôi nhà trôi cửa đủ thứ hết trơn, dân chết tán loạn hết trơn. Trời, lần đầu tiên cô ba mới thấy nghe câu hơi lạ, ở Việt Nam có người tị nạn xin tị nạn là bên Trung Quốc với Campuchia lội qua xin tị nạn, có người mập này. Tổng thống Đô Nà Chung nè, lần đầu tiên mang khẩu trang, đeo khẩu trang. Thì cô ba chút xíu rồi ba hai gọi lại nhé chứ ha.